Chị nói đi. Sáng hôm nay là bắt đầu là vào là mà có mấy cái máy múc nó phá đường ra, thế là bà con bảo là đất vẫn còn đang tranh chấp, cho nên là các anh vẫn không được làm. Quay ra bao giờ nếu mà quốc hội họp xong thì sẽ dân sẽ cho các anh làm, còn nếu không bàn với dân thì dân sẽ không cho làm. Còn bây giờ cốt nhất là các anh là mau chóng chuyển máy lên trên đường ra khỏi địa phận của dân. Bao giờ quốc hội họp xong thì quốc hội bàn với dân và chính phủ phải bàn với dân thì dân bắt đầu mới tiếp tục cho máy múc. Chứ còn bây giờ là chúng tôi, đất của chúng tôi mất 4 năm nay rồi, là chúng tôi không có thể nào là chúng tôi cho các anh quần như thế này được. Vì bây giờ chúng tôi đang chết đói rồi, gạo không có mà ăn. Bây giờ không có một cây hoa màu gì mà trồng mà ăn được. Thì bây giờ là phải ngưng tay lại để cho quốc hội họp xong sẽ bàn với dân và họp với dân thì các anh mới được làm. Chứ bây giờ cái đất tranh chấp, bây giờ các anh cứ mang máy, mang người xã hội đen các anh quật. Thế trong này đi vào trong kia thì một tay là cô dơ tờ giấy là cướp đất của dân thì nó lỗ. Cứ thế là nó lấy cái thanh cái lứa to, nó quật ngay một tay là gãy tay. Thế còn nó quật một cái nữa, ngang qua đầu và lứt mũ bảo hiểm và xuống môi. Đấy, nó đánh xong bắt đầu là chúng nó tàn bạo lắm. Nó cứ vỡ hai người, nó quật, nó đánh bao nhiêu người bị nó giày nó đánh. Nó cứ phụ nữ trẻ nó đánh, còn bà già thì nó không đánh. Chị có biết cái bọn cầm gậy nó đánh dân, đánh chị gãy tay thì nó là bọn nào không? Bọn xã hội đen. Xã hội đen này chị có biết là ai thuê không? Không biết ai thuê, nhưng mà chắc là bọn máy thuê chứ còn... Công ty. Hả? Công ty Việt Hưng thuê. Chỉ có máy... Công chủ đầu tư và công ty Việt Hưng thuê xã hội đen đến đánh dân. Mang cầm gậy cầm gộc đến đánh dân, toàn đánh các phụ nữ trẻ, còn các bà già thì nó chưa ra nó không đánh. Chị có nhìn đấy. Thấy chúng nó cầm gậy gì không? Cầm toàn gậy tre, gậy nứa to. Nó có đông không? Đông, phải đến 20 thằng. Thế xong nó các chị thì xong thì các chị thì gãy tay thì các chị phải đi về à? Thì là bắt đầu là bà con bảo là thôi thì tất cả chúng ta là thôi nè, bây giờ nó đánh người thì chảy máu đầu, người thì gãy tay, thế là tất cả là thôi bảo thôi đi về đã. Thế bây giờ nó như thế này rồi thì chỉ có yêu cầu chính quyền của tỉnh Hưng Yên phải có cái biện pháp gì không? Có, phải biện pháp trừng trị những kẻ xã hội đen để đánh đến hiếp dân và đánh dân.